Hello, xin chào mọi người nha. Thì hôm nay mình là làm cho mọi người một cái game nó với bài 2 tiền, đó là con Powis. Khởi đầu game á, thì mình thấy được đó là thợ săn tham lam. Thì thôi, đợt trước mình thấy có một số bạn chơi cái bài này rất là dị nha. Nó là hay tại vì bài Powis này khi có cái ấn này kẹp thêm với có thể là chơi bài 6 dũng sĩ hoặc là 6 thách đấu. Rất là phê luôn. Rồi thì để mình sẽ cống hiến cho mọi người cái game này nha. Thì cảm ơn mọi người dùng thời gian qua cũng đã theo dõi và kênh của mình rất là thêm động lực cho mình làm thêm video nha. Thì mọi người nếu như mà ai đã xem video của mình mà chưa có đăng ký kênh á, thì vui lòng dành chút ít thời gian bấm vào nút đăng ký kênh giúp mình nha. Rồi thì cái bài Powis này á, mình đang chơi ở cái là game tinh võ đấu trường nha. Thì cái game này nó đang khá là mới, nó ra event chơi thì mình chơi ván này hình như cũng sắp đủ 20 level đó mà xong event rồi. Rồi thì cái con Powis này á, mình cố gắng tại vì nó là tướng hai vàng cho nên mình sẽ ở level 6, mình sẽ nên roll cho nó đủ 3 sao luôn. Thì Powis chơi cái bài này á là bắt buộc Powis phải lên 3 sao nha mọi người thì nó mới mạnh nha. Và đặc biệt luôn, khởi đầu game mình phải chọn được cái ấn đó là thợ săn tham lam của Powis thì mới chơi được luôn. Rồi thì để chơi được cái bài này á, yếu tố phụ tiếp theo đó là mình phải chơi ít nhất là 4 dũng sĩ nha. Ít nhất 4 dũng sĩ hoặc là 6 dũng sĩ luôn thì ok. Thách đấu thì mình có thể chọn 4 hoặc là 6 tùy theo cái trận của mình có ấn hay không nữa. Rồi thì có đồ chuẩn của Powis đó là mình chơi là cuồng đao nè, áo tròn nè, dưới cái quyền năng khổng lồ nha. Thì cái áo tròn của mình nó sẽ giúp mình không bị suy. Con Powis của mình á thì nó sẽ càng mạnh khi về sau nha. Cho nên là nếu như mà nó bị suy hiệu ứng, nó đóng băng, nó làm không có tích được cái tốc độ đánh của nó lên á, và kích hoạt cái tham lam á, thì nó bị nhìn nó cùng cùng lắm. Rồi thì giờ mình sẽ không lấy FP nha. Mình chọn roll ra cái gì? Ồ, có hút máu nè, có hút máu siêu công nghệ nè, chắc mình lấy luôn để cho Powis luôn. Thì cái lỗi này chỉ cần mình sẽ nâng thêm lượng hút máu của Powis nữa, giống như là Powis có thể bất tử luôn á mọi người. Đó, mình cảm giác thấy giống như là khi mà cái lỗi này á mà kẹp thêm như Powis chung này á, mình thấy giống như Powis nó được bất tử luôn vậy đó, phê lắm. Tí nữa nó sẽ lên 3 sao là nó như bất tử vậy. Ôi, thấy không? Mọi người có thấy không? Tuy bằng nó 2 sao thôi nhưng mà nó cao rất là thấm. Rồi. Thì cái lối chơi của bài tinh võ đấu trường á, thì cái video trước mình cũng chia sẻ với mọi người rồi. Thì đó chủ yếu là lúc đầu á, mình chỉ luyện tập, mình tích vàng, rồi mình xây dựng đội hình thôi. Và đến cái round mà 3.8 á, thì mình sẽ bắt đầu đấu BO3 nha. Thì hai nhà sẽ đấu với nhau, nhà nào đến hai trước sẽ thắng. Xong á, thì mình sẽ vào bán kết và chung kết vậy đó. Rồi thì cái điểm tinh lực này hiện tại mình đang ở cái mức thứ 2 á, thì mình được chọn 3 ô nè, 3 ô đồ đó. Thì mình chọn một trong ba. Ví dụ như mọi người bước đầu là chỉ chọn được 2 thôi. Rồi. Cái này thì mình chưa có bỏ được con gì hết. Nói chung là mình ráng cố gắng giữ lợi tức để mà về tầm level 8 mình còn roll thêm nữa. Chứ nếu như mà mọi người cứ xài hết tiền á thì cũng không có ổn lắm nha. Chơi cái này phải giữ tiền á. Rồi thì cứ mình ở level 6 mình cứ roll từ từ để mình kiếm Powis. Hiện tại mình đã được hai con Powis 2 sao rồi, là tổng cộng 6 con rồi. Đó. Thì Powis đó mình có thể mình kiếm cho nó thêm một cái ấn Zaun thì càng tốt ha. Nếu như thích hợp hình nhưng mà mình nghĩ nên cần cho nó một cái ấn Zaun luôn. Chứ còn mình bỏ thêm cho nó một có thể là con Ugot nè, hay là con Echo cũng được. Nhưng mà Ugot thì nó khả năng của nó mạnh hơn là tại nó tướng 4 tiền á. Nên mình nghĩ tốt nhất là nên bỏ Ugot vào. Rồi mình thấy con bị bắt mất rồi, bắt mất con Yasuo rồi. Rồi để mình lấy cây cung đi. Rồi. Thì bây giờ nói chung là mình nên củng cố đội hình từ từ, tại vì mình đang chơi đó là cái lối chơi thách đấu và dũng sĩ. Ở cái vòng rau đi chợ trước thì mình chọn được cái ấn thách đấu rồi. Khi mà tướng thách đấu á, nó sẽ tăng thêm sức mạnh nữa. Đó thì Powis cũng là một cái hệ tộc thách đấu, thì cho nên nó rất là lợi, kèm thêm với là một cái ấn boost của cái đấu trường tinh võ này nữa, nó boost thêm một cái móc thách đấu cho mình luôn.
đó thì có thể là ván này mình sẽ chơi đó là Warwick 6 thách đấu và 4 dũng sĩ. Mà đẹp hơn nữa, nếu như mình lên level 9 thì có thể mình chơi luôn là 6 dũng sĩ luôn. Thì Warwick nếu như mà 6 dũng sĩ thì cào hơi bị ác luôn đó. Ôi, thấy à. Mọi người thấy 2 sao mà cào chưa đủ đồ nha. Nếu như mà kẹp thêm quần ăn nữa thì đảm bảo con Warwick của mình nó khổng lồ luôn. Đó. Ui Warwick nè. Ôi có luôn, Ugot luôn. Để Ugot lên 2 mình thay. Chà. Đó, thêm con nữa. Thêm một con nữa. Một con nữa là lên nè. Lên. Ra nào. Nice. Đó. Rồi. Cái yếu tố quyết định của mình đó là Warwick lên 3. Vậy rồi. Coi như là mình đã thành công ở cái game này rồi. Lên 3 ở level 6. Và bắt đầu mình sẽ tích vàng để mình lên level 8 nha mọi người. Tại vì mình cần lên level 8 nên mình đánh ít nhất là 4 dũng sĩ hoặc là 6 thách đấu hoặc là 6 dũng sĩ, 4 thách đấu nha. Đó, cào kìa. Rồi. Thì mình thấy nếu như được á, tại vì móc 6 dũng sĩ nó ok hơn 6 thách đấu. 6 thách đấu thì nếu như lên 8 thách đấu thì ok hơn. Ồ, quá cào kìa. Trời ơi. Trời ơi. Cào cào. Ồ, đã chưa? Đó mọi người à. Chưa nha. Nếu như mà có thêm cái quyền năng khổng lồ nữa là con Warwick mình nó cào ác nữa. Đó mọi người có thể áp dụng cái bài này vào leo răng cũng ok nha. Nếu như mà mọi người ở cái round đi chọn lõi đầu tiên á, mọi người thấy luôn cái thợ săn tham lam thì nên búp luôn. Tại vì mình có nhiều khi mình thấy con Warwick 2 sao thôi ở trong đấu hạng mà nó đủ cào tan nát team địch rồi, kẹp thêm với đó là 6 dũng sĩ, trời ơi cào ghê lắm. Tại vì ở tinh vợ đấu trường này á, mọi người đều chơi level 9 hết, cho nên thả rong con Warwick cho mình nha. Cho nên mình cảm giác rất lợi. Rồi bắt đầu vòng BO3 nha mọi người. Thì mình gặp nhà đầu tiên. Nhà này cũng chơi level 9 nè. Nhưng mà nếu như mà ít tướng 5 vàng 2 sao quá thì mình cũng không sợ. Và Warwick của mình đã đủ 3 đồ rồi nha. Rồi giờ mình sẽ thay con Ugot vào để xem đội hình như thế nào nè. Giờ mình thiếu con Yasuo nữa là kích hoạt 6 thách đấu nè. Zaun. Rồi. Rồi, rồi. Bắp đồ lên. Bỏ ấn cho Warwick luôn, kích hoạt. Rồi ok, giờ chỉ cần rao sau thôi, mình ra con Yasuo nữa là mình lên. Dưới con Warwick 3 sao này mình tự tin cào ác luôn. Này mọi người hãy xem Warwick 3 sao chúng tôi cào nè. Đầu tiên đó là Javan. Javan không CC lên được Warwick nha. Warwick bay tới cào tấp bụi. Ui. Rồi luống rồi, luồn ra hàng sau cào Azir luôn. Bum bum. Trời ơi 3 cào. 1 2 3. 3 cào đi một con hả người, ghê chưa. Đó 3 cào. Ui ui con này 2 cào thôi. Quá là ghê gớm. Đó mình cảm giác thấy cái bài này Warwick đi như lên đồng vậy đó. Nếu như có cái ấn này mọi người nên chơi nha. Thì để mình sẽ cố gắng mình làm thêm nhiều cái như là của Galio nè. Con Swan nè. Đó. Rồi Seth nữa, Seth đại ca. Đợi bữa nào mình sẽ làm Seth 6 dũng sĩ nữa ha. Để chơi cho nó thú vị xíu. Rồi round thứ 2 mình lại gặp nhà này nhưng mà cũng không có cái gì hết. Nó không có update được cái gì hết. Tướng 5 vàng cũng chưa lên được 2 sao thì sao mà không có cửa với mình được. Rồi Warwick kìa. Ôi ơi, cào Ari đúng 2 cái. Bùm, rồi xong. Giờ mình sẽ kích hoạt tới cái ngưỡng cửa sức mạnh là 6 thách đấu hả? Tại vì có cái ấn thách đấu nó đang mình thấy nó lợi kèo quá cho nên mình chọn 6 thách đấu á. Nhưng mà tính ra thì 6 dũng sĩ nó ngon hơn. Rồi dũng sĩ nữa nè. Thì mình cứ bắt bài, mình cứ để nó đi ha. Nếu như mình thua gì đó thì mình có thể mình đổ 6 dũng sĩ thêm. Trời. Ôi có thêm con Aatrox kìa. Aatrox bắt luôn. Midigger. Rồi giờ thứ này mình gặp cái nhà này thêm sao nè. Nhà này thì có 2 tướng 5 vàng 2 sao nha. Mình sẽ sắp con Warwick cho nó luồn ra phía sau nha mọi người. Tại vì mình không ngán con Warwick bị CC đâu.
Hôm qua quýt mình đã có áo tròn thủy ngân rồi, không có ngán nữa. Ôi, u góp mình đã lên 2 sao tiếp theo. Bấm mình lấy cái vuốt rồng đi. Cho thêm Nasus nữa. Rồi bắt đầu qua quýt cao, bay bay bay. Chật, trời ơi, cào sen kìa, mới vô cào sen nha, tích lên nội tại bạn ơi. Lên 25 rồi, đúng rồi. Cào nè. Trời ơi, bum 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 bum. Ông trời ơi, rai có là gì đâu. Rai có là gì đâu, bum. Trời ơi, nhà này tước 5 vàng 2 sao cũng không có làm được gì. Chật, đi luôn bạn ơi. Ta chọt 2 sao trong này nữa. Rồi. Tiếp theo, round thứ 2. Round thứ 2. Rồi mình lấy đồ cho Kalista hả? Ôi. Tiếp theo Yasuo lên 2, đội hình đã được update tiếp theo. Rồi. Nhà này không có gì xin nha rồi. Rồi mọi người thấy. Quá phê luôn cho con Warwick. Đối với cái ấn này mình cảm giác là phê luôn á. Có thể nói là bao nhiêu lượng đam là Warwick lấy hết. Rồi. Quá kinh khủng. Mọi người có thể áp dụng cái bài này vào leo rank nha. Mình thấy là khá là ok đó. Rồi tiếp theo trận chung kết. Chung kết giữa mình và cái nhà này. Chơi gì đây? Kassante, Azir. Chơi đội hình Surima. Mình có thêm được một mốc nè. Có 5 dũng sĩ rồi. Thôi lóc 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 cho này luôn. Mình thiếu 2 con Kalista nữa là lên 3 nè. Rồi mình sẽ thay đổi đội hình qua bên phải xíu cho các phong thủy nha. Này này. Nice. Nói chung là cũng hạn chế đối mặt với con Kassante bên kia xíu. Rồi con nó đá bay ra ngoài không gian nữa. Trời ơi, đúng rồi, gồng lên bạn. Rồi làm luôn. Trời ơi mọi người thấy khổng lồ kìa. Ủa quýt nó bự kìa. Ôi trời ơi. Trời. Phê quá. Ủa mọi người thấy sức ngưỡng cửa sức mạnh chưa. Quá phê luôn. Rồi. Mình đã thắng một game. Rồi tiếp theo game thứ hai nha mọi người. Game thứ hai thì bây giờ mình lấy cái diệt đi. Cái diệt hả. Cho gì cho Kalista đi. Kalista ở sau được đam hơn. Rồi bóp cái kia ra show luôn. Đẹp luôn. Đó chỉ cần đưa nhẹ nhẹ qua này thôi. Đúng rồi. Chỉ cần lách qua con Kassante một xíu là được. Bay ra sau cào luôn. Trời ơi. Đó mọi người thấy không. Cái bài này có thể là đảm bảo vào top của đấu đấu trường xếp hạng đó nha mọi người. Mọi người có thể tham khảo bài này áp dụng vào nha. Rồi cảm ơn mọi người đã theo dõi đến đây nha. Hãy vui lòng bấm vào nút đăng ký để ủng hộ kênh của mình nha. Và mình sẽ tiếp tục ra những video tiếp theo. Cảm ơn mọi người.